trái và xã Nghiệp, mà rẽ phải là về bến đò Tứ Phước á. Chim nhiêu ngã vậy em? 13.000 chứ không phải 10.000 hả? À, bác anh nãy đi. Nãy chú chim đi. Nãy nào mà... Đó, nãy trong đi. Ừ. Hai chục ha. Từ bến đò Tứ Phước lên chạy lên đó, chạy lên về phía xã đó sáng. Tới đó là phía xã Hiệp đó. Đây là cái đường từ cái bến đò Tứ Phước á đi lên chợ An Hiệp rồi nha. Trước mặt mình nè, thì trong giai đoạn này chợ búa rồi người ta bán cũng còn mưa rớt nha. Chợ Hiệp này nha, để mình rảo tới cái xung quanh ở đây nha, xong rồi mình cho các bạn vô chợ, khu vực chợ Hiệp nè. Giờ mình dạo vô một vòng nha. Đó, chợ Hiệp đây nè. Dạo vô một vòng. Bên kia là đi lại khu dân cư. Còn ở đây sau dịch thì người ta cũng đóng cửa nhiều lắm. Bán đỡ không bà? Bán đỡ không? Bán đỡ không? Bán đỡ không? Dạ. Rồi chúc mua may bán đắt nha. Đấy, rồi à, chợ Hiệp đây, hai dãy đây. Dãy nào bà nhìn vô bên tay phải nè. Ê, đây chợ Hiệp là đây. Chào. Đó chợ Hiệp đó, chợ cá trong này à, chợ cá thì trong đây. Nhưng mà tại mình đi trễ, đi công chuyện. Đó, chợ Hiệp chợ cá là đây.
Ai có nhớ quê thì vô đây coi cho nó đỡ nhớ. Bán đỡ không cô? Bán đỡ không? Đó, chợ cá lại đây nha. Cá thác lát, cá cơm rồi đó. Cá thác lát, cá cơm nhiêu ký vậy cô? Dạ, cho bà con khu mình nhớ quê vô đây coi. Đó thì để mình vòng vô vô trong này nha. Đó, vòng vô trong đây cái. Đó, đó chợ An Hiệp là chỗ này nha. Yêu cầu hoài mà lúc đó bị dịch quá đâu có đi đâu được, mà nhờ người ta thì quá trời không có ai như làm giùm. Bẻ cô đó. Thì chợ An Hiệp là đó. Chắc này nó cũng 10 giờ mấy rồi. Đó, chợ An Hiệp là chỗ này. Đó, thì mình ra phía ngoài đầu chợ luôn nè. Đó, bán trái cây rồi luôn nha. Ai có nhớ quê, ai ở xứ sở này thì vô coi. Đó, cái dãy bên đây nè. Đó, chợ An Hiệp là gì? Chào cô, bán đỡ không cô? Đó, chợ An Hiệp nha. Đó, vậy thôi nha các bạn. Chợ quê mình thì vậy thôi. Bán đủ đồ nha, rau củ quả. Chị bán chợ này là tên gì ạ? Chị tên gì ạ? Rồi. À, Vương Quốc Thịnh. Vương Quốc Thịnh. Vương Vương. Dạ, bà khỏe bà. Bà thứ mấy ạ? Dạ. Bà tám bà ở đâu? Ở chợ An Hiệp này luôn nha. Con với cái tàu hạ. Cái tàu hạ mà giữ gì? Bán đỡ không cô? Đó thì chợ quê thì nó vậy thôi. Dân này thì muốn tan hết rồi. Bán đỡ không cô cá? Bán đỡ không? Ế quá hả? Dạ. Vậy là 180.000 ký. Có bị lộn xương trong không? Có ít nha. Có cơm nha. Đó. Thì mình quay cho các bạn xem nha. Đó, cái này nó cũng chưa rồi. Đó, chợ An Hiệp nha, là như vậy nha. Ồ, cái này có lương nữa ta. Chợ miền Tây của mình á là bán như độc lan cải trời nè nha các bạn. Củ kiệu, rau muống, mồng tơi đầy đủ, cải thìa đủ loại nha các bạn. Còn cái quầy của cái chợ miền Tây là như vậy. Chợ này thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha các bạn. Anh tên gì mà bán cái chợ An Hiệp này vậy anh? Dạ, mình bán ở đây mấy giờ là mình phải có bán rồi? Dạ, tới mấy giờ bán, tới mấy giờ chiều mới không có bán nữa. Dạ, bán suốt luôn ha, giống như mình ở đây luôn rồi. Dạ, ở dưới cái tòa Vương Quốc Thịnh á. Dạ, dạ. Cà cái này có mắc không cô? À. Vừa nhiêu trái vậy anh Bình? Dạ, 10.000 á. Đủ đồ nha các bạn. Gà, hộp vịt có đầy đủ hết nha. Đồ chay, đồ mặn có luôn. Trời khớm luôn. Ơi, chúc anh Bình mua mai bán đắt nha. Dồi dào sức khỏe ha. Dạ, vậy để mà bán được nhiều hơn. Dạ, cảm ơn nha. Anh Bình đồng ý cho mình quay lên YouTube nha anh Bình. Dạ, cảm ơn nha. Đem gạo qua bên đây hoài vậy.
Đó. Này quầy xe treo này tên gì? Tên cô gì vậy? Cô Phụng nha. Đó, chợ Hiệp đó là cô Phụng nha. Bán đỡ không cô Phụng? Miếng đó cô Phụng đó nha. Dạ. Rồi cảm ơn nha cô Phụng. Giờ thì mình cách khoảng nè. Có cá thắt lát cờn nha. Cái này có lời yêu cầu của một số bạn quê quán mình. Bao lâu rồi thịt nó mới mềm mới nạo được thì cô gì? Dạ. Cô Diễm. Dạ. Mình cắt bao lâu rồi mình mới nạo được? Mình cắt và nạo liền rồi chứ. Được hả? Cái này chợ này lúc mà ra chợ là phải mấy giờ ra vậy cô Diễm? 5 giờ. Dạ. Chào gà chết. Cô Diễm đồng ý cho mình quay lên YouTube nha cô Diễm. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Chúc hai ông bà mua mai bán đất nha. Dồi dào sức khỏe, năm sau thêm đứa nữa. Cảm ơn nha.